Okay. Okay, con này to hơn anh ạ. Nó to. Mình lấy một cái ăn nhá. Con kẻ ra. Sao bằng con nhá? Con nóng lắm. Nóng quá. Nhiều quả này to lắm. Con này to lắm con ơi. Đi ra kia con. Con bỏ ở đây nhé. Đây.
chỗ này dùng bỏ hết nha. Dùng bố nó gì vậy? Mày lắc nha. Bỏ hình nước này nó bán. Ta chỉ sợ thấy ngồi nó đắng rồi. Phải chứ đang đồng. Cái này đang đồng bộ.
Ra về cho mẹ con ơi. Đi thôi nha. Con đi. Okay. Ô chạy hết tên rồi. Cho con ăn cái nốt nha. Thỏ á. Cái này có thể làm kem ấy. Cái này sao làm kem được, màu đắng lắm. Con cái này trong điện thoại ấy. Mở cái đấy ra xem. Đây mẹ đang làm đấy. Đi, không nghỉ rơi. Con mang củ cà rốt đi rửa cho mẹ đi. Rửa ở trong chậu ấy. Này dính vào bún á. Không cho nó dính vào bún đâu. Không cho. Mẹ làm mềm mà. Đi vào cái này này. À. Quên mất rồi. Thì mẹ cho vào đấy nha.
Cái để kia thì mẹ làm cho.
Con ăn nhiều hay ăn ít nào? Ăn ít. Lên để lấy chấm ớt. Chấm ớt chấm. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Ngon. Ngon không? Ngon. Em ở đây cả ngày ở đây đi nhỉ? Ăn rau không? Ăn rau à? Thank you.
Uống xuống mẹ. Bé thôi. Cái tay bố cũng lấy đấy. Nào. Tay cầm này. Đây á. Cùng lẽ. Đấy chứ. Con bé phải lấy nó co bằng con mà. Cậu làm gì chứ? Con làm tự làm. Cậu làm đó. Thank you.
thường quá. Nhưng mà hơi đẹp đấy. Đẹp chứ? Phải đẹp chứ. Ừ, phải đẹp chứ. Cái giày này là giày phương tiện gì đấy. Dài quá, dài quá. Thử thế nào? Được không? Được không? Được. Con này tin vào bố vậy? Không có tin rồi. Con này game bố cho bố nào. Làm cho bố mẹ. Con này.
sao để đây cho mình tìm một khác đấy. Đây ngồi đến rồi nhỉ, các đến rồi nhỉ, đây ăn sướng hơn rồi nhỉ. Đến nước rồi. Còn nước.
bà mới phải mọi người lắm chứ tại mình bố mình lúc phải để hết để ở mặt hải thấy cho mình lúc cũng được cầm tiền đó đi à anh hiểu mà hỏi kế khai ở mắt này còn bảy triệu ừ còn nữa bay cô cứ đem bữa đấy 4, 6, 8 bà này mình cứu quả nữa đến nhà của mẹ con nha đi mẹ
vậy thì đấy. Con nhỏ bà lấy 20 quả thì ăn hết. Thầy lấy tiếp một cái đi cho cháu ăn thôi, cháu ăn ngán lắm. Phải đi buôn lắm. Cho tía mà phải cái này mấy hồi chứ đây cô sẽ đi lấy trụ mà cửa đôi mì ao vài ba mì nữa 5, 6, 7, 8 vài ba mì chứ thêm một quả nữa là được 20 quả nào thêm một quả toàn này ngon nhẽ hai ton này mà phải ao luôn á tính 20 quả trứng ở trong yên ấy có hai nhà bà kéo cái chỗ đấy xuống chứ. Thank you.
sao mà chán. Thank you.
Món này chắc chắn là siêu nóng rồi. Cơm ngon không? Ngon không? Hát quả trứng ngon. Nhanh hả? Không dùng tay chứ. Măng đi. Nhiều măng lên này. Đây ạ, con đếm ạ. Không phải để đã con đếm mà. Ba con thôi. Cho cần đến 4 con. Ăn nhiều đi. Con ăn nhiều vào đi. Ăn nhiều lắm luôn. Ăn đi. Chị muốn cho ăn quả ớt bây giờ. Mà ăn măng. Măng á. Gắp đi. Ăn dưới đâu? Ăn gì? Ăn măng đi. Ăn trứng rồi. Trứng rồi cho con đấy.
ăn con này bác rồi. Ơi. Nay trời đẹp mà. Trời đẹp.
làm máy che nhà chú rửa nồi ấy, rửa bát ấy.
con có đi đường đâu. Chè đá bằng khoai lang nhá. Kêu
ơi. Ngon á. Tí mẹ làm đây còn ngon hơn. Thank you.
nấu chè. Thế ui ôi tỏ thế đẹp không có cho con nghĩ không thì ra con thấy thèm lắm rồi thèm lắm rồi không ăn nữa. Thì con ăn chè ấy. Thì à. Kia cái gì ấy? Thế nào? Cái kia là trắng trắng này. Nước. Cho vào chè. Hoa nữa. Nó ở đâu rồi? Thôi mẹ ơi con. Ôi, cái tay của con này sao nhanh nhỉ? Ta sửa vào nữa, nước vào nữa, đá nữa. Mình sẽ chăn ra này lắm. Con hạt đào đi. Không được đào. Bát của con ít thế là còn không đào được nha. Phải có nhiều vào không? Ăn hết mẹ lại múc cho. Ăn thử của bố xem ngon không? Ngon đi. Ngon không? Có. Ngon bằng của con không? Ngon.
Đá lạnh lắm nhỉ. Mình đi tắm đi nhờ. Miếng này nó mới ngọt. Cho đá nhiều không ngọt đâu. Phải cho được nhé. Ăn ở đây xong không cần ăn cơm á. Để mình chuẩn đi nhờ. Nói đầu quá. Nói đầu á. Ăn hết đi. Mẹ hết rồi. Trưa nay ăn không ăn nóng đấy. Thật là mình vừa làm được cái máy kia nhìn nó hơi mát, không bị chói đấy. Nóng ạ. Ăn đi con, thế đi. Con một cái này. Thế thì muốn ăn nhỉ? Mình á, mình lưu đi. Đây, thấy chưa? Ủa hết nước rồi ạ. Đùa đấy, khổ như tạm ở. Ít rồi, được rồi. Rồi. Cái này để đây Tiểu ăn nhá. Tí nữa ngủ dậy ăn. Nhè. Bây giờ con ăn nữa. Thank you.
Con mở đôi ra. Đi bán à? Đứng hết đi. Cô ở dưới đây rồi. Mà là... Để chơi cho mẹ. Để con cho mẹ. Đây như thế nào sao mình được giàu được? Mình biết mà. Thì sao con không được? Thế lấy mẹ vui vui xong rồi xong thì xong là đi bán nhá.
5,000 giá, ngồi thôi. Bao nhiêu ở ngoài hỗ trợ không? Bạn rồi, một tí. Bài khờ khờ ngò bỏ nên kín có để đẹp không? Bà bé chia con chín à bé 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 ngọt kinh nổi ngon một kinh nổi dân luôn đây mẹ bảo bác em lấy cho luôn. Cái nào nó ăn, cái nào cho nó ăn. Cái mấy cái này là vườn cắt qua nó mới thấp lên đến nào cao là nó già nó. Yeah.
Cái này nhá, nó phần nhỏ nhỏ nhá. Thank you.
tí nha. Thèm cái hộ chờ chứ. Ba mẹ ơi. Nóng á. Ngon quá. Kể cả bé cắt ra một nhỏ con ăn nhá. Làm cả bé ở một con nhỏ ra cả bé đấy à. Gì mà ngon thế? Nấu món ăn. Ăn thịt thôi. Ăn thịt thôi. Thì có ăn không? Cô mẹ lấy phở cô vào ạ. Các món này ngon, con chưa ra được ăn món này. Thì á? Chưa bao giờ con chỉ ăn những bé dưa và tập bổ. Trứng. Trứng này. Thích ăn phần con trứng. Con ăn cà rốt không? Không. Ơ, thế sao bảo con thích cà rốt thích cho một cái này? Con. Tập bổ nhé. Có lẽ con còn chưa bao giờ được ăn cái loại sống như thế. Cái loại này. Này. Là cái sống này. Ông bác là con khỏe à? Ừ. Ông về rồi.
tá hết chưa? Hết rồi. Không tá. Tôi cả thế. Không ăn à? Mình sẽ ăn rồi. Kiệt thế. Sao mày kiệt thế? Nói đi rồi, sẽ ăn bây giờ. Chấm ăn đã. Bất thường chưa chấm. Ủa? Ủa gì đây nha? Hát chưa? Hả? Sao bố mất rồi mẹ? Ừ, xong, đi làm việc rồi. Không, bữa ăn việc xong, nhà chưa ra. Đi làm việc chưa về? Ăn đi bố. Con bảo không ăn nữa mà. Con đói lắm rồi. Ừ, con đói. Con đói lắm rồi.